Theo bất động sản.com, giao dịch thị trường thời điểm này giảm rất mạnh, đặc biệt là phân khúc mà khách hàng cần phải xem nhà, kiểm tra tính pháp lý. Giao dịch kém nhưng thị trường chưa xuất hiện làn sóng bán tháo. Ngược lại, giá hầu hết các phân khúc không giảm so với quý 4 của năm 2020. Ví dụ như giá chung cư tăng 2-4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giao dịch giảm mạnh, mức độ quan tâm giảm mạnh, nhưng mà mức giá thì nó vẫn đang còn neo ở một mức tương đối rất là cao. Tức là có thể là một vài giao dịch là có suy giảm trong trường hợp họ cần gọi là giải quyết vấn đề về tài chính. Tuy nhiên là so với mức giá chung thì nó vẫn còn cao hơn rất nhiều so với lại thời điểm trước đây. Tuy nhiên điểm đáng chú ý là các nhà đầu tư có sự thích ứng tốt hơn khi nhìn thấy được cơ hội trong đợt dịch lần này. Cụ thể vào thời điểm khi dịch bắt đầu xuất hiện năm 2020, với vài trăm ca nhiễm, mức độ tìm kiếm bất động sản sụt giảm rất nhanh. Trong khi làn sóng dịch thứ tư đang khá nặng nề, mức độ quan tâm hiện cho thấy vẫn cao hơn cùng kỳ năm trước. Lấy ví dụ, ở một số thị trường như là ở Mỹ, sau khi 50% dân số được tiêm vaccine, giá bất động sản tăng lên 11%. Tương tự tại Singapore, giá tăng 7% sau khi 36% dân số được tiêm vaccine. Đâu đó có thể nhìn thấy được là rất là nhiều những nhà đầu tư họ bắt đầu tìm cơ hội từ cái thời điểm này. Tức là có khá là nhiều các nhà đầu tư họ bắt đầu họ nhảy vào họ tìm kiếm, mình gọi là dò cái mức mà giá trị nó đưa về cái giá trị phù hợp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây chỉ là một lượng các nhà đầu tư đang có sẵn tiền mặt. Còn với diễn biến dịch hiện nay, thị trường được dự báo vẫn còn ảm đạm. Chỉ khi nào có những thông tin tích cực hơn về kiểm soát dịch bệnh thì mới có những tín hiệu khởi sắc trở lại. Và rõ ràng là trong một cái thời gian quá khó khăn mà họ không có kiếm được tiền thì cái tâm lý của các nhà đầu tư nó giống như là một cái lò xo đang được dồn nén lại. Và chỉ cần có những cái thông tin mà mang tính chất là nó kích thích được thì nó rất là khó để xảy ra trước cái quý 4 năm nay 2021. Trong bối cảnh này, nhiều doanh nghiệp sàn giao dịch vẫn xúc tiến các hoạt động bán hàng thông qua công nghệ nhiều hơn như các hình thức livestream, chụp hình dự án 3D scanning để tiếp cận khách hàng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của bất động sản.com, số lượng giao dịch rất thấp, chỉ đạt khoảng 20-25%.